Kelly. Abui. Yeah. Wow. Wah. Đây sẽ đập mọi người. Nè Haliwan ạ, nè Haliwan ạ. Nè Ansel, nè Ansel, Ansel, nè Haliwan ạ, nè Haliwan ạ, nè Haliwan ạ. Nè Haliwan ạ, Haliwan ạ. Ôi, yeah. Ôi. Hello mọi người. Hôm nay coi nhà bác Mafinery chơi mọi người. Bác ấy thì mới mua nhà. Kelly. Ha ha. Đây, mọi người biết đây là tay không mọi người? Cái này thì người ta ăn được và là làm rượu mọi người. Cái này này, cho mọi người xem luôn này. Cái này người ta làm rượu này. Làm rượu làm gì mình cũng không biết nhiều. Ăn thử đi, được ăn mà. Mà. Nó hơi đắng đắng. Chín. Cái này. Này. Cái này chưa chín mọi người. Con sang nhìn con mẹ. Đây nhà bác này. Nhà mới của bác này. Trái này nó đắng đắng mọi người. Không thích hợp để ăn đâu. Đây này, đây là nhà của này, bác này. Ừ. Này lợn như mọi người. Lợn như sao này. Đây xe bác này. Xe to này. Xe hai trái. Xe đi làm không biết. Đây mọi người, đây là nhà của bác này. Nhà này là nhà riêng biệt luôn mọi người. Như nhà của chú Ma Xíu thì là nhà kiểu hai căn nhà liền kề với nhau, một là căn nhà của chú Ma Xíu với một căn nhà của người ta. Nhà này thì bác mua là hơn 70 mấy ngàn mọi người. Đây là cổng chính đây này. Đây là cửa để vào kho mọi người. Khỏi để đồ. Còn đây là hành lang này. Đây là sân trước nhà mọi người. Mình chỉ cho mọi người xem. Đây là kho nhóm. Đây là đồ để đựng hai trái Việt Nam bị quất mọi người. Đây kho nhỏ nhà bác đây. Này khóa cửa rồi. Cửa khóa rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi đằng sau hông nhà. Hông nhà bác thì có chỗ để dụng cụ làm vườn này, cuốc sẻng các kiểu này, che rùa này. Rất ok luôn mọi người. Và đồ để xúc tuyết. Mùa tuyết rơi thì rất là cần cái này này. À, tại mình có nhà riêng mà. Nhà riêng thì như mấy cái đường luồn nhỏ nhói này. Mình phải cào đi mọi người. Để dễ di chuyển. Còn phía bên này là vườn sau nhà. Vườn rất là lớn luôn mọi người. Đây là chủ nhà đây. nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhà bác thì có lắp máy điều hòa luôn mọi người. Máy điều hòa này như kiểu máy điều hòa Việt Nam mình luôn đấy. Ôi trời. Đây là hiệu Toshiba. Đây là sau phía sau nhà mọi người. Đây là chỗ để phơi đồ hả? Mình cũng không biết là bác. Đây là chỗ nướng đây mọi người. Hết ok luôn. Có ấm lâu hơn. Đây là sở hữu của bác không được ăn. Tới lượt bác rồi đó. Hân đâu à?
Năm nay thì chắc là sắp tới lượt của bác Makeli sở hữu nhà. Chưa. Hiện tại thì bác đang coi mọi người, đang coi thử xem nhà nào hợp lý. Nhà nào hợp lý, giá hợp lý, rồi là không gian, rồi là thiết kế nhà như thế nào hợp lý thì mới quyết định mua mọi người. Ngũ vị hương, bột nghệ này, bột ngọt tiêu, đây tiêu này, muối. Giúp như này thôi mọi người, để cho trẻ con ăn nữa. Anh xe đang ngửi mùi vị thơm ngon của thịt mọi người. ลูกเกกะริงกินเนี่ยนี่ดึงกระดาษฮอดเด้อปิดนี่ลอยปิดนี่ลูกมาเฮานี่เฮาๆๆอ่ะมื้อนี่เกเจ้เฮียนบ่ได้บ่ได้แย่ว่ะกันจะแบ่กันแช่ตีเวมาจิกๆเออดูกระตอยอะกระมันลั่นบ่ได้มื้อนั้นเชลลูกเกประมาณลูกเกอ่ะมางดอกมันเป็ดมาตะดอกตะมัดเธออยู่จะเป็ดอยู่ไปตะดอกอ้อไปตะควายตะนี่แม่นอยู่ไผจะอยู่บ่เกปิดตะดอกอ้อรู้นี่ Mùa hè thì nướng thịt ngoài trời thì còn gì bằng nữa mọi người nhỉ? Làm lon hai lon bia. Wow, nhìn miếng thịt đã không mọi người ơi. Đây là muối kiên vàng đặc sản của quê mình đây. Không biết là anh chị cô chú nào từng ăn muối kiên vàng không? Nếu mà có dịp mà ghé Gia Lai, Tây Nguyên đó mọi người, Đắk Lắk cũng có nhiều. Lâm Đồng này. Nói chung là các tỉnh Tây Nguyên mọi người hầu như là đều ăn, và mọi người cảm nhận thì và đều khen hết mọi người, bảo là rất là ngon. Muối kiên vàng thì không biết cô chú anh chị nào từng ăn bò một nắng muối kiên vàng không? Bò một nắng muối kiên vàng thì đặc sản ở quê mình rồi. Thì mình ta lại đặc sản thì chỉ có ở vùng đó hoặc là ở tỉnh đó hoặc là ở địa phương đó có thôi, còn những địa phương khác thì kiểu họ có thể làm bắt chước nhưng mà cái hương vị thì có thể khác đi một chút mọi người. Kiểu như là đặc sản muối kiên vàng bò một nắng chẳng hạn, như là ở quê mình thì nắng chói chang luôn, nắng cháy làn da luôn, nên là bò một nắng thì người ta sẽ phơi ngoài nắng tầm một ngày, kiểu là một ngày nắng như cái tên gọi của nó luôn đó. Rồi xong là người ta sẽ nướng sơ lại, nó muốn thì không muốn thì có thể ăn luôn, hoặc là có thể nướng sơ lại với bếp củi ấy. Kiểu nó nóng ăn ngon mọi người đó. Cái đó thì đúng là đặc sản ở quê mình luôn. Tại hồi xưa xuất phát cũng từ dưới quê mình và lan sang những vùng khác, và là rồi là anh chị cô chú hoặc là mọi người có thể chia sẻ với nhau món ăn ngon, nên là rất 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 nhiều vùng khác họ sẽ bắt chước làm theo vậy đó. Đây là máy quay của bác đây mọi người. chân máy quay với đầy đủ mic luôn này, phụ kiện luôn này. Hồi nãy thì mình cũng có sử dụng một lần. Bác thì cũng có kênh YouTube mọi người. Kênh YouTube của bác là Gia Rai ở Phần Lan đúng không bác nhỉ? Gia Rai Family ở Phần Lan đúng không? Dạ nhu. Bông hay nuôi bên này.
Hôm nay thì bác có chương trình tặng quà cho mấy đứa nhỏ mọi người. Cho Nathan, cho Kaylee và cho Ansel. Đây, bác để trong này này. Pinta, pinta, pinta. Nhắm mắt lại. Wow, không biết là quà gì đây. Đây là quà gì đây. Chuẩn bị cho Kaylee. À bùi. Yeah, wow. Wow. Đây xe đạp mọi người ơi. Đây là Ansel và Nathan. Ơi. Đây nè, có quà hết đã. Này Kaylee này, Kaylee này, một Kaylee này. มันนี่ปนีว่าปนีว่าปนีว่าฮาลีว่านะฮาลีว่านะขอบคุณบักเยี่ยวเนี่ยขอบคุณยาดิ่งบักเยี่ยวเนี่ยเนี่ยโน่โยโน่โน่เนี่ยเนี่ยโน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเคลี่ตัวเล็กเคลี่ประมาณเคลี่เนื้อเนี่ยเนาะอีกแค่เด็กลังเนาะเด็กลังเนาะกันก็ตามเปียร์เปียร์เนาะนี่นะนอตลอดอยู่มาเคลียร์เฮ้ยองเฮ้ยองด้วยตัวมั่วเทินองกระตันมันจะเจี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบเกอรี่ดังรถละควายลุ้นเหมือนเลยควายดีมาเจอมาจะเจอเบ็ดดีเด้อโอ้ยลังร่องได้เว้ยxe này là chủ yếu là để cho sau này mấy đứa nhỏ nó lớn mọi người. Xe này xe tầm 6-7 tuổi đủ mỗi tuổi đi mỗi. Ừ. Xe này Nathan rồi là chị Kaylee. Ui ui ui. Ờ từ Vanilu à nhờ, Vanilu. Này nó ăn xe tôi như Nathan nó này gồm nó nuôi bẩn này Haliwan à sen Haliwan sen anh chè Haliwan à Haliwan à này Haliwan à này Haliwan à Kelly tu lấy Kelly tu lấy Kelly này anh sen anh sen này Haliwan à này Haliwan à này Haliwan à này Haliwan à Haliwan à ôi yeah. Ôi. Yeah, pangan. Đây bác làm món mắm ruốc với thịt mỡ mọi người. Đâu rồi cái chết này. Ăn nói nhà mà. Mai nhà mà. Wow, một chén ớt luôn mọi người. Mắm tỏi ớt. Nhìn là muốn ăn rồi mọi người ơi. Không ngon đâu. Nhưng nào sang thế này hả? Đây mắm ruốc này. Mắm ruốc mà với thịt mỡ thì mọi người biết rồi, rất là hao cơm luôn. Hao cơm đa bún. Hao cơm đa bún. Đây là mắm tôm. Cất đi mà còn mềm, cái này em làm này. Cất. Bắt bắt. Tôi cũng vậy nè. Mua thế. Ăn mắm mắm tôm hả? Mắm tôm. Ăn nó vừa bịt nè. Bịt. Đây là rượu rồi mọi người ơi. Đồ uống có bia này, đây là nước trái cây lên men này. Mẹ là tu ăn to mắn, mông nhựa to nhất.
đây vậy, đây nè. Vô vô khung hình đi chú nhà ơi. Vô khung hình. Ok, cảm ơn bác.